Đâu đâu, chỗ nào đây? Đâu? Con gì? Con đã cho vườn ra ngoài. Toàn. Toàn đây này. Ôi trời ơi. Nó bỏ từ trong vườn nó bỏ đây. Nó đang ngủ đây này. Ừ, nó ngoài nó vào rồi. Ồ, nó đâu ạ? Nó vừa bỏ đây hả? Ừ. Nó chỗ nào rồi? Chỗ nào? Công tìm kỹ xem mà cho mình gần trường chứ nào. Có không? Trong vườn có. Ừ. Ừ. Con sao? Mày có cái lỗ này anh chui ra ngoài. Chui ra ngoài đây rồi. Vâng, chui ra ngoài này không chui đâu. Đây tôi vừa đang ngủ đây mà, tôi vừa tôi bị ăn được mà, tôi ngủ mà. Nối cái giường ra xem nào, nối cái giường sang bên này xem nào. Ngủ to lắm cô ạ. Ôi trời ơi. 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 To lắm cô ạ. Quá thế. Ôi trời ơi. Kinh trước nhận thức của nó. Ôi trời ơi. Nắng gì mà khổng lồ nó lại do ngôi. Ừ, anh em. Sẵn nhá. Anh em đứng hết ôi giời ơi. Nào, đặt cái chân lên cho nó anh em ơi. Đấy, lên đặt cái chân. Kinh chứ nhỉ. Ôi giời ơi. Ôi, con rắn gì to vậy. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, may mà không bị nó cuột đi. Tôi vừa đang ngủ, tôi vừa cho bị ăn xong rồi này. Ôi, đen xì luôn này. Xì xịt luôn. Con này nó mà chết là chết luôn đấy. Chết luôn, sao nó đen bóng nhỉ. À, con này đang đi ăn mồi rồi. Đây này, nhìn chưa. Nó bông căng của con kia mà. Đây này, nó bắt hết vịt rồi được không. Rồi. Vậy đúng rồi, con này sống đây không với vịt đây à? Đấy, con chỉ đi trong tổng thải thế anh Việt. Nhà bên nó chỉ cái giường thế nào? Ôi giời ơi, con rắn đầu mà to thế này. Ồ đây. Bên cái giường thế nào? Ôi đấy. Ui giời ơi. Tổng thải anh Việt. Ôi giời ơi. Nhìn nào. Ôi nó chơi sợ. Ui giời ơi. Nó kêu tôi xem vào đây đấy. Nó tìm đường thoát. Tổng nó sẽ quay nào. Nó không vừa đâu. Chui vừa là nó sẽ quay nào. Kinh quá. Tổng thải chưa. Quá to luôn người nhé. Ui ôi. Sợ nhỉ? Sợ thật đấy nhỉ? To chưa? Quá to luôn rồi. Cái cháu nhìn thấy có sợ không? Sợ con em quấn luôn người này. Chết luôn đúng không? Chết luôn đấy. Đây là chúng ta có bị lên nằm đây xong bị siết cổ đây. Tìm quá. Kinh thế. Sợ này nhỉ? Quá chi được hướng luôn không? Bóng nhẹ nhẹ luôn. Bóng nhẹ nhẹ nhỉ? Cái cháu muốn dạt sang bên này đi, cái cháu muốn dạt sang đấy, đúng dạt đấy, đấy, đúng dạt đấy. Đấy, ôi. Nhìn chưa? Ui giời. Quá sợ hãi luôn. Nó đang thở vì vào vỏ. Ừ. Vào vỏ rồi. May đâu nó chưa xiết đâu đấy. Đấy. Không mà phát hiện ra là nó quấn ông rồi. Tôi đang làm tia cho Vin ăn xong là ngủ đây. Nó đang ngủ đây. Nó chui qua đây à? Ờ, chui qua lúc này. Ê ôi, nó đi giặt hết cỏ. Đây, đi giặt hết cỏ rồi. Vâng, đâu rồi. Đi giặt hết cỏ rồi. Ui, giặt hết cỏ rồi. Vậy đúng rồi. Đây nè. Ui, đi dọc hết cỏ đây. Ui, kinh nhấn vần đây. Kinh đây. Gớm thế em biết. Quá to luôn rồi. Thằng hại ghê. Kìa dạ. Đầu lắm bò kìa. Ui con này. Chui luôn. Chui luôn về lách rồi. Ừ. Thằng hại ghê. Bỏ thế nhỉ. Ừ. Ui này thì hôm qua nó mưa đấy không. Ừ. Hôm qua nó mưa mà. Ừ. Lộ để trên đồi bố luôn. Thằng dã bàn ghê. Ừ. Nằm hết cả cái giường luôn sợ nhỉ. Hết giường sợ rồi. Ui tỏ này mà. Ôi giời ơi. Cẩn thận đi tấn công đấy. Tấn công đấy. Quá to luôn sợ nhỉ. Điền sao điền gì. Ừ. Lớn thế. Ủa chằm. Con này nó sống bẩn, nó đen vậy. Con này vậy nó ở đây là nó ăn cá mẹn vịt ở dưới hồ. Anh em kiếm cái túi bắt nó vào đây. Đi. Kiếm túi cho túi. Để lấy cái túi, để lấy cái túi. Sợ hại gì. Quá sợ hại luôn. Túi to gì. Con này nó trượt này. Mấy cháu này vào phía kia đi. Mấy cháu này vào phía kia đi. Chồng hại không. Nhìn hại không. Thì anh xịt chưa nhìn bao giờ chưa? Cháu nhìn nhiều rồi. Nhìn nhiều rồi á? Về đây nhiều kìa. Vâng, có trong trong. Có ở nhé. Ừ, quá to. Có trong trong là có người nuôi con chăn to. Con này ở đây nó sống ở ngoài hồ hoang dã đây này, nó phi vào đây này. Nó ăn bao nhiêu vịt của cái ông nãy đấy. Ông kinh nhỉ? Ừ. Ồ, ừ, kinh nhỉ? Ừ. Quá to luôn. Ui, bên này con giống con ăn lạc con gà. Đấy, con gà nhỉ? Đấy, nó đang trườn này. Thấy không? Tổng cái gì kinh nhỉ? Sợ thật đấy nhé, đỉnh chưa? Nhé. Mùi này. Con này là hàng trăm ký. Hàng trăm ký luôn đi. May mà các ông nuôi vịt thì không phát hiện ra. Cho vậy. Nó xít cổ chứ. Và làm ở đây nữa sao nó cắn chết. Ừ. Đây. Anh em nuôi thử thả đất để cho nó có thừa không? Đi. Nào. Cẩn thận nuôi vui quá, nó giãn xương sống nó là vui. Nó về rồi, nó về đâu rồi?
để ra đầu đã. Không được. Đấy, ra đầu đấy. Đấy, được chưa? Cho trong thanh sang là nhá. Đấy, sao chưa? Như vậy thì nó không cứng. Ui giời ơi, ui chuẩn. Chuẩn gớm chưa? Tổng chứ phỉ nghe. Thì gớm chưa? Ngoài nghe không nghe. Ngoài không nghe. Đấy, chưa? Quá dài luôn. Đấy là vào cầm giường này, người này. Bỏ gì? Đây này, chỗ này nó có cái lỗ chui ra thông ra ngoài này. Nhìn ghê lên. Nhìn ghê thế. Thế nó dài hết cả cái gọi. Mấy cháu về đứng gọn vào đi. Đứng sát vào đi cháu. Sát vào tường đi. Sát tường không chi ánh sáng đi. Đấy, wow. Đứng đây nhỉ. Úi giời ơi. Đấy, em bỏ đi. Kinh nghe. Thôi, không là gì. Ôi cái giờ đây, cái giờ đây đi đâu? Xin cái giờ ra ngoài xem. Ôi, ôi. Đấy. Ui. Bây giờ anh em sẽ bắt con này vào túi nhá. Thì mọi người khả năng anh em sẽ bắt con này vào trong túi. Rồi anh em đi bốn quanh đây anh em xem, nếu có thì mình sẽ quay và bắt đi cho mọi người xem tiếp. Ồ mà đúng rồi, cái ngày trước này nó sẽ đi một đôi đấy. Đi một đôi đấy. Ngày trước tôi có nghe cái bà ấy nói là ở đây là có cặp rắn to lắm mà ừ, tôi không tin. Đấy. Đấy. Tôi bỏ túi đây anh em. Đúng đây anh em. Trong này à? Vâng. To không? To. Cái gì? Đâu? Trong này à? Cái gì? Trong này à? Có nữa? Vâng. Ủa, đâu? Đâu vào anh em vào xem nào. Đâu? Đâu? Đi chỗ nào? Đi chỗ này. Đâu? Đây à? Ôi trời ơi. Ôi không được. 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 Ôi mày to lắm. Ui tối lắm. Ôi mình vào đây nó màu này mình không nhìn thấy nó luôn. Nhìn rõ không ạ? Cho ra sáng đi, cho ra sáng đi, cho ra sáng đi. Ui dồi ôi. Tận ra con này giúp đi nha. Con này. Anh em để ý con này nó phải kinh lắm. Đứng luôn. Ui dồi ôi, to lắm. Ui dồi ôi, to cái gì? Con này to hơn kia không ạ? Ui, con này to hơn. Ôi, đá đây. Ui dồi ôi. Kinh chưa? Nhìn to lắm anh em ạ. Con này to nhé. Này to lắm, con này to hơn con kia mà nó vàng hơn. Ừ, con này vàng hơn. Con này vàng hơn. Nào mọi người xem này. Nhìn ghê nhé. Nó to hơn mà nó vàng hơn mọi người nhé. Ui ui ui, ui nó phình nhỉ. Ui ui. Ui giời ơi. Ui cẩn thận nhá. Cẩn thận nhá. To thế. Con này to nhỉ. Ok ông chắc vịt cẩn thận nhé. Quấn không bây giờ. Tôi sợ lắm công bắt cho điều tôi một cái. Bắt hết vịt rồi. Ui giời ơi, cháu đi sang đây cháu nhìn thấy nó ở đây à? Vâng. Kinh ghê nhỉ. Không quan, mình thấy con nó nằm đây tối. Ờ, cháu sang đây thấy nó nằm đây luôn đúng không? Sợ nhỉ. Thì cháu làm gì đây mà cháu thấy đây? Cháu đi đâu đi sang chơi à? Vâng. Hôm qua cháu đang sang quay vịt xong rồi tự nhiên cháu đang câu cá bên kia thấy con rắn nó cứ xì xì giống như cháu vậy. Xem cho về cái bạn bố thì một cháu là không có. Bố cháu lại sang à? Không tìm. Bố cháu lại không có. Bố cháu không có. Vâng. Nó trong này à? Trong này à? Ừ. Ừ. Tỏ. Tình như đấy cái cậu bé nó đã gặp nha. Một con rắn rất là khổng lồ mà gọi bố sang nhưng bố chắc là trong góc tối bố. Trong góc tối. Đây tôi sang đây không nhìn thấy luôn. Vâng. Dài nhỉ. Cái này thì góc tối không nhìn thấy được. Ừ. Tình như nhỉ. Bố đã tìm rồi. Tôi cháu không dám đến đây nữa. Ừ. Phải không? Vâng. Ừ. Ghê nhỉ. Ui giời ơi. Gà chưa mình. Đây là con này cháu cẩn thận nhá. Là mọi người xem. Con này to này. Cháu hay bố với em hay nằm chỗ kia. Hay nằm chỗ đấy đúng không? Vâng. Thế thì cẩn thận nhá. Nhìn dã man nhá, trườn kìa. Dã man. Tấn trườn bằng cách gì kìa. Ui, con này bỏ dài nhỉ không nhỉ? Quá dài luôn mọi người này. Dài nghêu luôn. Thầy một đôi nó đi nó ăn đấy không ạ? Một đôi rồi. Đôi đôi cầm cầm ở giữa người đừng cầm đuôi là nó đứng. Cho thêm chút đầu lên đấy. Cẩn thận đầu nhá. Dã man ghê. Đấy thấy chưa? Ê, cái đám mình sợ không? Dạ. Ôi, quá dã man nhìn ghê luôn ý. Nhìn màu nhẹ nhàng ghê. Nhìn vậy thôi đấy. Mà tấn công nhanh lắm ấy. Ừ. Thở vậy sao? Nguy hiểm lắm ấy. Kinh nhỉ. Dã man đấy. Theo tôi nghĩ ở đây còn nhiều nữa. Đây còn nhiều còn nữa đấy không ạ? Mang theo chung kia xuống đây. Chỗ kia có nữa à? Ui, nó dài thế. Ôi. Con này nó hoang hoa người đi chứ. Ừ. Nó phình luôn. Phì đấy. Phì đấy. Nó bỏ đi. Nhìn chưa? Quá chìm. Nhìn ghê đấy.
vậy mà hôm bữa cháu gọi bố cháu mà bố cháu cũng không tìm thấy nó đúng không? Không lừa nhanh như vậy ấy. Lên được không? Có ra màn may cẩn thận với cháu bé này may đấy, không được đấy. Đấy, thế thủ ấy, nó là thế thủ ấy, nó là thế thủ ấy. Phóng đấy, phóng đấy. Ui, con này đã hơn con kia, to hơn kia. To hơn con kia đúng không? Con này giữ nhỉ? Cách con này đang có chữa không? Con này nó đói là đi ăn thôi. Đói đi ăn đấy. Có khả năng anh em tìm cách bắt nó về đi. Bắt về đi. Thì lôi ra hẳn ra ngoài chỗ bê ra ngoài chỗ sáng kia mà bắt mọi người nhá, bây giờ anh em mình sẽ coi như là kết thúc video, anh em mình sẽ bắt con rắn này ra đây mọi người nhá. Thì mọi người xem được cái video của anh em, nếu thấy hay nhớ like chia sẻ và đăng ký để theo dõi những tập tiếp theo của anh em mình nhá. Chào mọi người nhá.